Một, hai, bốn, năm, sáu, lên. Rồi, chào các bác nhá. Chào mừng mong quay trở về cả bên em. Và tiếp tục video thì hôm nay xin phép các bác giới thiệu các bác một lô vang bãi của DMX. Cái vang này ấy, thì nó là DMX nhưng mà nó thực tế của nó thì nó lại là cái dòng LR Sun các bác nhá. LR Sun 3.1 nhưng nó là thương hiệu của DMX và nhà máy của LR Sun sản xuất. Thì hôm nay em có khoảng tầm chục chiếc thôi. Đấy, chục chiếc này thì em lên video thanh lý cho các bác, bởi vì cái lô này thì em bán cũng khá là nhiều rồi. Và chục chiếc này thì còn lại, cho nên em bán rẻ cho các bác, thanh lý cho các bác để cho mọi người chơi nhá. Và đầu video bác ủng hộ cho em nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới với em. Giới thiệu các bác DMX, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, DMX thương hiệu rất nổi tiếng. Và con DMX 3.1 này thì nó sử dụng cấu hình cũng như là ruột gan giống như là cái dòng LR Sun 3.1. Phần mềm đầy đủ, chỉnh tay full chức năng bác nhá. Công tắc nguồn đằng trước này rất là dễ bật tắt. Và chúng ta có hai cái lúm cơ bản, đó chính là music to nhỏ và nhạc to nhỏ. Đây cho bác xem cho nó gần này. Và cái lô này thì nó là hàng bãi, cho nên cái màn hình của nó thì nó sẽ kiểu màn hình của nó thì ở cái khu giữa này nó hơi tối quá nhá. Nó hơi tối nhá, không phải là hỏng đâu, mà cái khu giữa nó hơi tối bởi vì cái bóng của nó, chắc là bóng, em nghĩ là bóng nó bị già đấy. Đấy, thế nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng, vẫn sử dụng bình thường, ngon lành. Đấy, led đi các thứ là chữ là vẫn nhìn hoạt động bình thường nhá. To nhỏ nhạc này. Đấy, ok luôn, tiếng nhạc con này khá là mềm. Đấy, to nhỏ của mic này. Đấy, các bác to nhỏ của effect thì các bác ấn vào cái phần effect này. Đấy, music này, gain này, gain effect đây. Được chưa? Xuống này. Đây, lên xuống gain này của effect này. Đấy, vang nhại các bác nhá. FBX là chống hú này. FBX off này, FBX là chống hú là bật lên này. Đấy. Con này chỉnh tay thì đầy đủ tính năng cũng như là chỉnh phần mềm, có phần mềm luôn, hỗ trợ phần mềm cho anh em luôn. Đằng sau chúng ta có rắc cổng ra bằng hoa sen, thì chúng ta có hai đường LR ra này, đường center và đường sub này. Ngoài cái rắc hoa sen ra thì cũng có bốn rắc ca lông này. L và R là cắm xuống đẩy âm ly, hai cái lỗ giữa này. Đây là lỗ cắm sub này và đây là center. Cái này thì nó sẽ không có cổng qua Bluetooth gì đâu các bác nhé. Nó chỉ có hai đường tín hiệu nhạc vào, đó là AUX1 và AUX2. Đấy. Rắc cắm mic thì các bác cắm mic đằng sau cũng được, mà cắm mic đằng trước cũng được nhé. Đấy, phần mềm cổng com cắm phần mềm đây. Con này chạy nguồn xung, anh em có thể là dùng điện yếu vẫn dùng bình thường. Đấy, vỉ mạch thì nguyên zin nguyên bản, sử dụng con chip của Pháp. Đấy, con này nó sử dụng một con chip của Pháp các bác nhá. Đấy, rất xịn luôn. Hàng xịn, nguyên zin nguyên bản. Đấy, đẹp đẽ. Có cái lô này thì nó lẻ ra và nó còn khoảng tầm chục chiếc thì em thanh lý cho các bác. Với mức giá báo cáo luôn với tất cả bác nhá. Bán nhanh cho tất cả bác, bác nào thực sự yêu thích, em để bác giá 1 triệu đồng bao ship luôn. 1 triệu đồng em bao ship và tặng kèm dây kết nối đẩy hoặc là dây kết nối âm ly. Được chưa? Anh em tin tưởng, bác nào tin tưởng chuyển khoản cho em để cho bác con này giá 900.000 đồng. Đấy, nhanh chuyến luôn. Bán cho bác con này 900.000 đồng, vẫn miễn phí ship, tặng kèm dây ca lông, bảo hành 6 tháng, anh em yên tâm sử dụng luôn. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Tất cả là em đã cài đặt phần mềm, những thông số cơ bản rồi. Về thì các bác cần thêm bớt gì thì các bác hoàn toàn có thể tự thêm bớt được luôn, bằng phần mềm hay là bằng những cái video hướng dẫn chỉnh bằng tay rất nhiều, bởi vì dòng này nó cũng khá là thông dụng. Nó là thương hiệu của DMX và nó là phần mềm cũng như là cái cách chỉnh tay nó giống kiểu dòng LR Sun 3.1. Đấy, thì em lên video để giới thiệu bác và sẽ thử hát thử một vài câu để cho mọi người tham khảo cái dòng này nhé. Để tiếng thì khá là mượt, echo thì vượt, nhạc lên tiếng bát rất là mềm. 6, 7, 1, 2. 1 triệu một chiếc anh nhá, nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em luôn, ok chưa? Bác nào tin tưởng chuyển khoản em để bác giá 900.000 đồng, bao ship tặng kèm dây cái đúc đẩy hoặc là dây cái đôi âm ly. Hàng bãi thì nó sẽ không tránh khỏi những vết xước nhỏ nhỏ trong quá trình vận chuyển, cho nên là như thế này thì rất là đẹp rồi các bác nhá. Đây, 1, 2. Đất bàn màu và vai áo em bạc thế, trong mưa trên đồng mưa rắc lối nhỏ cùng ta trai bao nắng bao ngày mưa, đất nước tròn kiếm người mảnh mảnh đất quê hương ta, đất rất nhiều người bàn chân lắm một quyền xưa, đất thương người lẻ loi thật trên đồng
sao đâu đâu tiếng đi thầm của đất tiếng dòng sông vô sóng gọi ta về. Đấy, phải nói cái tiếng này thì rất là ok rồi, cái tiếng rất hay nhá. Đấy, Echo Revert em đã cài đặt làm sao nó hợp lý nhất có thể rồi. Đấy, con này thì màn hình của nó hiện, nếu như các bác về để ý xem này, nó hiện chữ AUX 1 đây thì các bác phải cắm nhạc vào xem là đường AUX 1 đây, trên và dưới này. Và hai đường LR là cắm xuống đẩy của âm đi này. Mic thì các bác cắm đằng sau cũng được, cắm đằng trước cũng được nhá. Rất dễ sử dụng luôn. Ok chưa? 1 triệu đồng thanh lý các bác một chiếc này thôi. Và số lượng thì hiện tại bây giờ còn khoảng tầm 7 8 chiếc thôi. Đấy, bác nào tin tưởng chuyển khoản cho em để cho bác giá 900 000 đồng. Giá vẫn bao ship và tặng kèm dây kết nối luôn. Mọi chi tiết bác liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0829 666633 để bên em sẽ lên đơn gửi cho tất cả bác nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.